Nhưng bây giờ chúng ta hãy nhảy qua nhìn vào một cái thông tin mà thường nghĩ là nhiều bạn có hứng thú nhất đó chính là thông tin liên quan tới SEC kiện công ty Ripple và đây là một cái dòng thuyết được chia sẻ bởi CEO Brad Gallinghouse thì Brad Gallinghouse đã chia sẻ một số những cái tài liệu và trả lời năm câu hỏi quan trọng liên quan đến tình hình hiện bây giờ của SEC và công ty Ripple nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ kiện công ty Ripple thì những bạn nào mà không theo dõi cái vụ kiện này đó đây là cái vụ kiện mà SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đó kiện công ty Ripple là đồng XRP là một chứng khoán mà không đi đăng ký đó là điều đầu tiên điều thứ nhì là kiện những nhà lãnh đạo trong đó chúng ta có Brad Garlinghouse và Chris Larson là hai người mà cố tình làm giá thị trường cho nên các bạn thấy được là đây là hai cái cáo buộc của SEC đối với công ty Ripple và đồng XRP thì câu hỏi đầu tiên mà nhiều người hỏi nhất liên quan tới vụ kiện này với lại Brad Garlinghouse đó là tại sao công ty Ripple không đàm phán với SEC nhưng các bạn thấy là những công ty À, như là công ty Block One đàm phán với lại SEC về cái đồng US đó thì cuối cùng cũng nóng phạt mà thôi. Thì Brad Gallenhouse nói là ông ta không thể nào mà nói chi tiết được ở trên Twitter cũng như là chia sẻ với mọi người chi tiết. Nhưng mà công ty Ripple đã cố gắng đàm phán với lại SEC nhưng mà không thành công. Và cuối cùng là các bạn thấy được là bây giờ là phải ra tòa để mà giải quyết cái vấn đề này. Và khi mà có một cái chính phủ mới, có một cái số lượng mà người lãnh đạo mới của SEC của cái chính phủ mới này thì công ty Ripple sẽ tiếp tục đàm phán với lại cái chính phủ mới coi là họ có uh, cho công ty Ripple có thể đàm phán để mà giải quyết vấn đề này hay không kế tiếp nữa thì câu hỏi là có phải là công ty Ripple trả tiền cho những cái sàn giao dịch để mà đưa đồng XRP lên sàn hay là không và các bạn thấy là công ty Ripple nói là đồng XRP đó là một trong những cái đồng mà có tính thanh khoản rất là cao những đồng mà gọi là top 3 tới năm trong cái thời gian nhiều năm qua thì cái đồng này đó là 95% là được giao dịch không phải là ở Hoa Kỳ mà là ở những nước khác và rất nhiều người, rất nhiều đơn vị lưu trên đồng XRP và nhiều đơn vị là tự đăng đồng XRP lên trên những cái sàn. Cho nên trên căn bản đồng XRP là được rất nhiều những đơn vị là quảng bá và đưa lên sàn chứ không chỉ riêng là công ty Ripple. Công ty Ripple ý nói là đồng XRP và công ty Ripple là hai đơn vị hoàn toàn khác nhau. Công ty Ripple không có phải là công ty quản lý của đồng XRP. Đây là một trong những cái điều mà công ty Ripple đã cố gắng làm trong vòng 2 năm qua. Các bạn cũng nên nhớ là một trong những điều mà công ty Ripple rất là nỗ lực đó chính là tách rời công ty Ripple và đồng XRP ra làm hai để tránh cái trường hợp đồng XRP được coi như là một cái tài sản của công ty Ripple và công ty Ripple là đơn vị đứng ra để mình chịu trách nhiệm cho đồng XRP. Các bạn thấy là cuối cùng thì cũng không thành công tại vì SEC đã kiện về vấn đề này. Đây là câu trả lời của Brad House nói là công ty Ripple không phải là đơn vị quản lý của đồng XRP cho nên đồng XRP được lên trên cái sàn đó thì đó là quyết định của nhiều cái đơn vị khác nhau và câu hỏi kế tiếp đó các bạn thấy được là liên quan tới delisting và halting thì đây là một điều mà thường cũng cảm thấy là nhiều tờ báo nó nói không phải là họ không hiểu thường nghĩ là tại vì nhiều bài báo họ muốn viết là delist khi này bị loại bỏ tại vì cái chữ delist thì khiến cho nhiều người có cái cảm xúc mạnh hơn và những bài báo thiếu nào cũng muốn cảm xúc mạnh cho nên thôi để chữ delisting có nghĩa là bị loại bỏ và halting có nghĩa là bị tạm ngưng thì rất nhiều sàn bây giờ đó là tạm ngưng giao dịch chứ không phải là loại bỏ loại bỏ nghĩa là tất cả mọi người phải rút tiền ra khỏi sàn và sàn sẽ không hỗ trợ và sau này không biết hỗ trợ hay không nhưng mà loại bỏ mà relist lại thì phải tốn rất nhiều thời gian cho nên như sàn bây giờ lựa chọn là halting nghĩa là tạm ngưng tạm ngưng cho đến khi nào mà có thêm những cái thông tin liên quan vụ kiện này thì có thể là cho giao dịch trở lại. Phần lớn bây giờ là tạm ngưng chứ không phải là bị loại bỏ. Đây là điều mà muốn đứng chính bởi Brad House. Kế tiếp đó thì Brad House nói là cái thị trường crypto này đã không có đầy đủ thông tin về pháp lý và bây giờ đó cái tình trạng pháp lý bây giờ càng hỗn loạn hơn nữa và ông ta hy vọng là cái chính phủ mới đó, cái nhà chính phủ của Joe Biden sẽ là một cái chính phủ mà ông ta có thể là nói chuyện và có thể là một chính phủ đưa ra những cái luật rõ ràng hơn liên quan đến thị trường crypto này. Và câu hỏi kế tiếp là liên quan đến SEC. Tại sao mà cái điều kiện của SEC với lại con Ripple đó thì công ty Ripple không có đưa ra nhiều thông tin. Tại sao lại quá im lặng? Thì Brad Gallenhouse nói là cái quá trình để mà giải quyết pháp lý đó là một cái quá trình rất là chậm Các bạn thấy là cái tình hình các bạn bị kiện hay là đi kiện Các bạn phải à, có luật sư phải nạp đầy đủ giấy tờ Rồi một cái quá trình rất là chậm Và trong quá trình này đó thì họ cần phải im lặng Để có thời gian và tập trung Để mà làm những cái việc mà họ không có thể chia sẻ được Thì đây cũng là một điều rất bình thường à, Đối với Thuận đây là câu trả lời mà cũng rất hợp lý Thì bây giờ đối đầu với dù kiện này Công ty triple là một công ty mà họ sẽ rất là bận <laughs> Nhất là về mặt uh, giấy tờ để mà nạp để mà hỗ trợ cho họ trong vụ kiện này nhưng mà trong thời gian này đó là họ im lặng để mà tập trung làm rất nhiều điều và kế tiếp đó là câu hỏi liên quan đến những cái nhà đầu tư bây giờ có còn lòng tin với công ty Ripple hay là không và họ hỏi là những nhà đầu tư của công ty Ripple chứ không phải những nhà đầu tư của đồng XRP thì công ty Ripple nói bây giờ đúng là những nhà đầu tư của công ty Ripple đó, những người mà giữ cổ phần của công ty Ripple là vẫn tiếp tục là mua cổ phần của công ty Ripple vẫn tiếp tục lưu trữ. Chỉ đáng tiếc là có một công ty, chính là công ty Tectron là một công ty mà lưu trữ một phần trăm của tất cả cổ phần công ty Ripple đó là dùng cái vụ kiện này làm vũ khí để mà tấn công công ty Ripple để mà đòi hỏi công ty Ripple phải bồi thường tiền cho họ để họ rút cái vốn ra khỏi công ty này. Đây là một điều rất đáng tiếc nhưng mà những nhà đầu tư còn lại thì vẫn tiếp tục giữ cổ phần của công ty Ripple. Kế tiếp đó là câu hỏi liên quan đến có phải là công ty Ripple là trả tiền để cho người ta sử dụng XRP hay là không. Đây là một câu hỏi rất là quan trọng tại vì các bạn thấy được là nếu như mà công ty Ripple là không liên quan đến XRP thì tại sao lại phải trả tiền để cho người ta sử dụng XRP? Thì Brad Garlinghouse CEO của công ty Ripple nói là Công ty Ripple đúng là có trả tiền cho một số những cái khách hàng để mà sử dụng đồng XRP sử dụng sản phẩm của mình và đây là một điều hoàn toàn hợp pháp và rất nhiều những cái công ty khi mà mới phát hành một cái nền tảng giao dịch đó, như là PayPal, Visa, Mastercard vân vân, họ đều sử dụng những cái chiến lược tương tự cho nên không gì gọi là phạm pháp hết. Và kế tiếp là câu nói của công ty Ripple đó chính là Bradley House tin tưởng là Công ty Ripple và đồng XRP là một trong những cái công nghệ rất là tốt để mà giải quyết những cái vấn đề thực tại bây giờ liên quan đến chi phí gửi tiền, tốc độ gửi tiền và tiền có thể là được xử lý như thế nào khi mà được gửi. Các bạn thấy được đây là một trong những cái điều mà công ty Ripple đã có thể làm được và công ty Ripple có thể xử lý lên tới hàng tỷ, hàng tỷ giao dịch uh, thông qua công ty Ripple này, thông qua hệ thống mà, mà sử dụng XRP của họ và các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay thì Công ty Ripple không phải là im lặng mà công ty Ripple à, chỉ là tập trung để mà đối phó với cái vụ kiện này và công ty Ripple là đang chờ ngày ra to để có thể là biện hộ cho mình. Đây là cái thông tin mà được chia sẻ bởi Brad House mà thường tóm tắt lại cho các bạn. Tuy nhiên nếu chúng ta đọc chính xác thì sẽ rất là dài và cũng không có nhiều ý nghĩa. Thôi chỉ tóm tắt lại trong cái dòng thuyết này ý của Brad House nói là công ty Ripple bây giờ tuy là các bạn thấy là im lặng nhưng mà thật sự không phải là im lặng mà họ chỉ là tập trung để mà đối phó với cái vụ kiện này và những gì họ làm họ vẫn nghĩ là hợp pháp và không có gì là phạm pháp hết và họ vẫn tin là họ sẽ thắng cái vụ kiện này đây là cái thông điệp mà thằng nghĩ là Brad House xuống giờ tới các bạn đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay và đây là những cái thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này Thu hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay hôm nay thứ sáu thì ngày mai thứ bảy đó thường sẽ nghỉ một ngày không làm video cho nên tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp và bây giờ là hẹn các bạn gặp lại vào ngày chủ nhật tại hoa kỳ tôi cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi cái video ngày hôm nay tôi muốn dành thời gian ở cuối cái video này để chia sẻ một số những cái chi tiết liên quan đến những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Các bạn thấy là trên đây có một số những cái sàn để Thuận giới thiệu với các bạn. Chúng ta có sàn Margin FX, một sàn mà nhiều bạn đã sử dụng hơn cả năm nay. Thì các bạn tham gia vào sàn Margin FX, đây là một sàn mà không hỗ trợ US Trader. Nhưng mà các bạn có thể là tham gia nếu các bạn không ở Hoa Kỳ. Thì các bạn thì bấm vào link đăng ký hay là đăng ký group hỗ trợ, bấm vào cái nút màu xanh này. Các bạn sử dụng bất cứ một dịch vụ nào, các bạn cũng có thể bấm vào cái nút màu xanh để có thể là vào nhóm nhận hỗ trợ trả lời những thắc mắc khi mà các bạn sử dụng những cái dịch vụ này và cũng có bài hướng dẫn. Hay là sàn EMT, sàn này cũng là một cái sàn margin nhưng mà có hỗ trợ copy trade và không tính phí qua đêm và hiện bây giờ thì sàn MT đang có một cái bonus là các bạn có thể tham gia và có thể nhận được cái bonus lên tới là 410 đồng tether cũng tương tự khi mà bấm liên đăng ký hay là bấm vào đăng ký giúp hỗ trợ sang binance.com thì các bạn cũng đã biết đây là một sàn thức nổi tiếng thì bên thuận các bạn thấy là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch spot như là giao dịch thông thường và 10% phí dịch future có nghĩa là các bạn bấm vào một trong 2 link này chỉ cần một trong hai link thôi thì các bạn có thể nhận được cái ưu đãi cho cả hai khi bạn bấm vào link đăng ký giao dịch spot như này giao dịch thông thường đó thì các bạn thấy được là các bạn sẽ nhận được kickback rate 20% nghĩa là các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch thì chúng ta ngoài chỉ có sàn binance.com ra còn có sàn binance us đây là một cái sàn binance mà hỗ trợ hoa kỳ tại vì sàn binance.com đã không hỗ trợ hoa kỳ từ năm 2019 thì sàn Binance US là cái sàn của Binance nhưng mở ở Hoa Kỳ cho những mà nào mở Hoa Kỳ bây giờ hỗ trợ thôi nhớ là 42 tử bang sàn margin Bybit sàn mà các bạn thấy là thường đang bởi cái áo được tặng bởi sàn Bybit đây là một cái sàn margin rất là nổi tiếng à, và phí giao dịch tháng đầu sẽ giảm 10% khi các bạn đăng ký thông qua liên của thuận Capital cũng như là nhận một số những cái bonus cho người mới tham gia vào sàn Coinbase thì nghĩ đó không cần phải giới thiệu nhiều đây là một cái sàn rất nổi tiếng các bạn sẽ được tặng 10 đô la sau khi các bạn deposit 100 đô và BlockFi đây là một cái ứng dụng mà các bạn có thể tham gia vào lending có lãi thì bây giờ là BlockFi có cái deposit bonus lên tới 250 đô tùy theo là các bạn deposit bao nhiêu và cuối cùng crypto khoan thì nghĩ là ai cũng đã quen thuộc với lại cái trang web này đây là cái trang web hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.